Hồi thứ 54. Ngô Quốc Thái đến chùa xem rẻ hiền. Lưu Hoàn Thúc động phòng cưới vợ mới. Đây nói Khổng Minh nghe tin Lỗ Túc đến, liền cùng Huyền Đức ra tiếp vào dinh. Chào hỏi xong, Lỗ Túc nói: "Chúa công tôi nghe tin công tử mất, sai tôi đem chút lễ mọn đến kính viếng. Chu đô đốc tôi cũng ân cần gửi lời hỏi thăm Hoàng Thúc và Gia Cát tiên sinh." Huyền Đức Khổng Minh đứng dậy tạ ơn, nhận lấy lễ vật rồi đặt tiệc khoản đãi. Túc nói: "Trước kia Hoàng Thúc đã hứa khi nào công tử mất thì trả lại Kinh Châu. Nay công tử qua đời rồi, chưa biết ngày nào Hoàng Thúc mới trao trả." Huyền Đức nói: "Mời ông hãy uống rượu, tôi xin thư chuyện." Túc uống gượng vài chén, lại hỏi. Huyền Đức chưa kịp trả lời, Khổng Minh sầm mặt lại, nói: "Tử kính thật không biết điều, cứ đợi người ta phải nói. Từ khi Đức Cao Hoàng chém rắn khởi nghĩa, khai cơ lập nghiệp, truyền đến bây giờ, chẳng may gian hùng nổi dậy, mỗi người chiếm cứ một phương. Nhờ có lòng trời, thiên hạ lại trở về chính thống. Chúa công tôi là dòng dõi Trung Sơn Tĩnh Vương, cháu vua Hiếu Cảnh, lại là chú của đương kim hoàng đế, có lẽ đâu không được mảnh đất phong nào. Và lại Lưu Cảnh Thăng là anh chúa công tôi, thế thì em nối nghiệp anh có việc gì là không được. Chủ của ông chẳng qua là một người tiểu lại ở tiền đường, xưa nay có công đức gì với triều đình đâu, nay cậy sức mạnh chiếm giữ 6 quận 81 châu rồi, sao lòng tham không đáy, còn muốn nuốt cả đất nhà Hán. Thiên hạ của họ Lưu, chủ tôi họ Lưu, không được phần nào. Chủ ông họ Tôn lại muốn tranh cướp, thế còn ra nghĩa lý gì? Huống chi trận Xích Bích chủ tôi cũng tốn bao công sức, các tướng cũng đều khó nhọc cả, chớ có phải một mình Đông Ngô của ông làm nổi đâu. Nếu ta không mượn giúp cho gió Đông Nam thì Chu Du sao có dùng được kế. Giang Nam bị phá, chẳng những hai nàng kiều phải nhốt ở đền Đồng Tước, mà ngay cả vợ con các ông cũng khó toàn được. Mới rồi chúa công tôi không nói ngay, cũng tưởng ông là người cao minh, chẳng cần nói nhiều, sao ông không biết nghĩ thế?" Bị Khổng Minh nói một hồi, Lỗ Túc ngồi im thin thít, không nói được câu nào, một lúc lâu mới đáp: "Tiên sinh nói cũng có lý, nhưng đối với tôi có nhiều điều không tiện." Khổng Minh hỏi: "Không tiện ở chỗ nào?" Túc đáp: "Khi xưa Hoàng Thúc bị khốn ở Nam Dương, chính Túc này dẫn tiên sinh đến ra mắt chúa công tôi. Về sau Chu Công Cẩn định cất quân lấy Kinh Châu, tôi lại ngăn được. Đến việc Hoàng Thúc hứa đợi khi nào công tử qua đời sẽ trả Kinh Châu, tôi lại cũng gánh vác cho nốt. Nay Hoàng Thúc lại không giữ lời hứa, bảo tôi về ăn nói làm sao bây giờ. Chủ tôi và Công Cẩn tất nhiên bắt tội tôi có chết cũng không oán hận, chỉ sợ Đông Ngô bực tức, giấy động can qua thì Hoàng Thúc cũng sẽ chả ngồi yên được ở Kinh Châu, thành ra chỉ bày trò cười cho thiên hạ đó thôi." Khổng Minh nói: "Tào Tháo cầm quân 100 vạn, hơi một tí cũng mượn tiếng thiên tử, tôi còn chẳng coi ra mùi gì, huống nữa là Chu Công Cẩn. Để ông khỏi mất thể diện, tôi xin khuyên chúa công tôi lập văn tự mượn Kinh Châu làm vốn, đợi khi nào lấy được chỗ khác sẽ đem Kinh Châu trả lại Đông Ngô. Ý kiến ông thế nào?" Túc hỏi: "Tiên sinh đợi lấy được chỗ nào rồi mới trả Kinh Châu cho Đông Ngô tôi?" Khổng Minh đáp: "Trung Nguyên chưa dễ đã lấy được, chỉ có Lưu Trương ở Tây Xuyên hèn yếu lắm, chủ tôi sẽ tính. Nếu lấy được Tây Xuyên thì sẽ trả Kinh Châu cho Đông Ngô." Túc không làm sao được, phải nghe theo. Huyền Đức viết một tờ văn tự, ký tên xong, Khổng Minh cũng ký tên làm chứng, rồi nói với Lỗ Túc rằng: "Tôi là người nhà Hoàng Thúc, không lẽ trong nhà lại bảo lĩnh cho nhau?
Vậy phiền Tử Kính cũng ký tên vào đây, đem về Ngô Hầu xem cho chắc chắn. Túc nói, tôi tin Lưu Hoàng Thúc là người nhân nghĩa, chắc không nỡ phụ nhau. Nói xong bèn ký tên và nhận lấy văn tự. Tiệc tan, Lỗ Túc từ biệt ra về, Huyền Đức Khổng Minh tiễn ra thuyền. Khổng Minh dặn rằng, Tử Kính về nói với Ngô Hầu cho khéo, đừng có nghĩ càn. Nếu không nhận văn tự đó, chúng ta trở mặt thì cả 81 châu Giang Nam cũng bị mất nốt đó. Nay chỉ cốt hai nhà hòa thuận với nhau, chớ nên để cho giặc Tào chê cười. Túc cáo biệt, xuống thuyền về thẳng Sài Tang, trước ra mắt Chu Du. Du hỏi, Tử Kính đòi Kinh Châu ra sao? Túc đáp, có văn tự đây. Nói rồi đưa văn tự trình Chu Du. Du dẫm chân xuống đất nói rằng, Tử Kính mắc lừa Gia Cát Lượng rồi, tiếng là họ mượn đất, kỳ thực họ trực nuốt không. Họ nói lấy được Tây Xuyên sẽ trả, giả thử 10 năm chưa lấy được thì 10 năm cũng không trả hay sao? Văn tự thế thì có giá trị gì mà ông cũng ký tên bảo lĩnh? Nếu họ không trả, chắc sẽ liên lụy đến ông, và chúa công bắt tội thì ông làm thế nào? Túc ngồi ngẩn ra một lúc rồi đáp, Huyền Đức chắc không phụ tôi đâu. Du nói, Tử Kính thật thà quá, không biết Lưu Bị như con cú dữ, Gia Cát Lượng là đồ gian dảo, bọn họ chả ngay thật như bụng dạ ông đâu. Túc nói, nếu thế tôi biết nghĩ làm sao bây giờ? Du nói, Tử Kính là người có ân với ta, nhớ khi tặng cho ta Vựa Thóc, lẽ đâu ta chẳng cứu. Ông hãy khoan tâm, để thư thả vài hôm, đợi người đi do thám Giang Bắc về đây xem thế nào, ta sẽ có kế. Lỗ Túc tỏ vẻ sợ hãi, không được yên tâm. Qua vài hôm, quân do thám về báo, trong thành Kinh Châu cắm nhiều cờ trắng, ngoài thành mới xây một nấm mộ mới, quân sĩ đều mặc đồ tang. Du ngạc nhiên hỏi, ai chết thế? Quân do thám đáp, Cam phu nhân mới mất, bên ấy đang sửa soạn ma chay. Du bảo Lỗ Túc rằng, kế ta nhất định thành công, bên này quyết làm cho Lưu Bị phải bó tay chịu trói, Kinh Châu lấy lại dễ như trở bàn tay. Túc hỏi, kế ra làm sao? Du đáp, Lưu Bị chết vợ, tất nhiên phải lấy vợ khác. Chúa công có cô em gái hùng dũng lắm, luôn luôn có vài trăm thị tỳ cắp gươm hầu bên cạnh, trong phòng lại bày la liệt đủ thứ vũ khí, ngay đàn ông cũng không giỏi bằng. Ta dâng thư lên chúa công, xin cho người sang Kinh Châu làm mối, dụ Lưu Bị sang đính hôn, rồi lừa hắn đến Nam Tử, không gả người cho mà bắt giam lại, đoạn sai người đến đòi Kinh Châu, đánh đổi Lưu Bị. Khi nào lấy được Kinh Châu, ta sẽ lại liệu. Như thế Tử Kính cũng không phải lo gì nữa. Lỗ Túc bái tạ. Chu Du bèn viết thư, chọn thuyền tốc hành đưa Lỗ Túc sang Nam Tử ra mắt Tôn Quyền. Đến nơi, trước hết Túc trình bày việc Kinh Châu và đưa tờ văn tự lên. Quyền nói, sao ngươi hồ đồ thế? Cái thứ văn tự này dùng được việc gì? Túc nói, đô đốc có thư đệ trình, bảo dùng kế đó thì sẽ lấy lại được Kinh Châu. Quyền xem xong gật đầu mừng thầm, nghĩ bụng, ai có thể đi được nhỉ? Rồi sực nhớ ra, Quyền nói, chỉ có Lã Phạm mới làm nổi việc này. Liền cho gọi Lã Phạm vào, bảo rằng, ta nghe Lưu Huyền Đức mới quá vợ, ta có người em gái, muốn kén y làm rể, kết thân với nhau, đồng tâm phá Tào để giúp nhà Hán. Ngoài Tử Hành ra, không ai có thể làm mối được, mong ngươi sang Kinh Châu cho ta. Lã Phạm vâng mệnh, thu xếp thuyền bè, mang theo mấy tên tùy tùng thẳng tới Kinh Châu. Lại nói, Huyền Đức từ khi mất Cam phu nhân, ngày đêm buồn rầu. Một hôm đang ngồi nói chuyện với Khổng Minh, sực có tin báo Đông Ngô sai Lã Phạm đến. Khổng Minh cười nói,
Đây lại là mưu mô gì của Chu Du về chuyện Kinh Châu thôi? Tôi ngồi nghe ở sau bình phong, sứ giả có nói việc gì, chúa công cứ việc nhận lời và giữ họ nghỉ ngơi ở quán dịch, rồi sau sẽ hay. Huyền Đức cho mời Lã Phạm vào, chào hỏi xong, trà nước đâu đấy? Huyền Đức hỏi, Tử Hành lại đây chắc có việc gì dạy bảo. Phạm nói, tôi nghe Hoàng Thúc Thất Ngẫu nay có một nơi xứng đáng lắm, nên mạnh dạn sang đây làm mối, chưa biết ý Hoàng Thúc thế nào. Chú thích, Thất Ngẫu nghĩa là chết vợ. Đọc tiếp. Huyền Đức nói, nửa đời quá vợ là sự rất không may, nay nấm mồ còn chưa xanh cỏ, sao dám vội bàn chuyện lấy vợ khác. Phạm nói, người ta có vợ như nhà có kèo, không nên nửa chừng bỏ đạo nhân luân. Chúa công tôi có một cô em gái, có nhan sắc, lại hiền hậu, có thể nâng khăn sửa túi đỡ ngài được. Nếu hai nhà kết thân tần tấn với nhau, thì giặc Tào chắc không dám nhìn ngó đến phía đông nam này nữa. Việc này công tư đều vẹn cả, xin Hoàng Thúc chớ ngại. Xong, Ngô Quốc Thái tôi yêu thương cô gái út lắm, không muốn gả chồng xa, chỉ muốn mời Hoàng Thúc sang Đông Ngô làm lễ thành thân. Huyền Đức hỏi, việc này Ngô Hầu có biết không? Phạm đáp, chưa bẩm với Ngô Hầu, có đâu tôi dám đến đây. Huyền Đức nói, ta nửa đời người đầu tóc hoa râm, em gái Ngô Hầu đang độ son trẻ, e không xứng đôi phải lứa. Em Ngô Hầu tuy là con gái, nhưng chí khí hơn cả nam nhi. Cô ấy thường nói, không phải người anh hùng nhất thiên hạ, ta không thèm lấy. Hoàng Thúc tiếng tăm lừng lẫy cả bốn bể, chính là thục nữ sánh với người quân tử, có ngại gì tuổi nhiều hay ít. Huyền Đức nói, vậy ông hãy ở chơi đây, để mai sẽ xin nói lại. Hôm ấy, Huyền Đức mở tiệc khoản đãi Lã Phạm, rồi lưu lại nhà khách. Đến tối, Huyền Đức bàn với Khổng Minh. Khổng Minh nói, ý tứ của họ thế nào tôi đã biết cả rồi. Tôi vừa bói dịch được một quẻ đại cát. Chúa công cứ việc nhận lời đi. Mai nên sai Tôn Cản đi theo Lã Phạm sang thưa chuyện với Ngô Hầu. Hứa hẹn xong rồi ta sẽ chọn ngày sang cưới. Huyền Đức nói, Chu Du lập mưu muốn hại ta, sao ta lại đem mình vào nơi nguy hiểm? Khổng Minh cười nói, Chu Du tuy giỏi dùng mưu, nhưng che sao được mắt tôi. Tôi chỉ dùng một chút mẹo nhỏ, khiến Chu Du không thò được ngón gì, mà em gái Ngô Hầu lại về tay chúa công. Kinh Châu cũng vững như bản thạch. Huyền Đức vẫn còn hoài nghi. Khổng Minh sai ngay Tôn Càn cứ việc sang Giang Nam nói việc hôn nhân. Tôn Càn vâng mệnh, cùng với Lã Phạm sang ra mắt Tôn Quyền. Quyền nói, ta muốn gả em gái cho Huyền Đức, chớ không có bụng dạ nào khác. Tôn Càn lạy tạ, về thưa chuyện lại với Huyền Đức, nói Ngô Hầu chỉ mong chúa công sang làm lễ thành hôn. Huyền Đức ngại ngùng không muốn đi. Khổng Minh nói, tôi đã định sẵn ba kế, việc này phi Tử Long đi không xong. Bèn gọi Tử Long đến cạnh, ghé tai dặn rằng, ngươi bảo vệ chúa công sang Đông Ngô, nên nhận lấy ba cẩm nang này, trong có ba kế rất hay, cứ theo thứ tự mà làm. Nói đoạn đưa ba cẩm nang cho Vân giấu kỹ trong người. Đoạn Khổng Minh sai người sang Đông Ngô dâng lễ cưới trước, lễ vật đầy đủ, không thiếu thứ gì. Tháng 10 mùa đông, năm Kiến An thứ 14, Huyền Đức cùng với Triệu Vân, Tôn Càn thu xếp chục chiến thuyền tốc hành, mang theo 500 quân sĩ, rời Kinh Châu sang Nam Tử. Mọi việc ở Kinh Châu đều giao cho Khổng Minh trông coi. Huyền Đức trong lòng áy náy không yên. Khi thuyền đã đến Nam Tử, Vân tự nhủ, quân sư trao cho ba kế hay, dặn cứ thứ tự làm theo. Nay đã đến đây, phải mở túi thứ nhất ra xem mới được. Vân bèn mở túi thứ nhất ra xem. Xem xong, Vân gọi 500 quân sĩ, dặn bảo các việc. Lại nói với Huyền Đức
vào ra mắt Kiều Quốc Lão trước. Cụ này nguyên là cha hai nàng Kiều, nhà ở Nam Tử. Huyền Đức mang dê và rượu vào bái kiến Quốc Lão, thuật lại việc Lã Phạm sang làm mối tôn phu nhân. 500 quân sĩ, người áo thắm, kẻ quần điều, tấp nập ra phố mua bán đồ vật, nói toang lên rằng Huyền Đức vào làm rể Đông Ngô. Mọi người trong thành đều biết chuyện cả. Tôn Quyền thấy Huyền Đức đã đến, sai Lã Phạm ra đón tiếp, mời đến quán dịch nghỉ ngơi. Đây nói Kiều Quốc Lão gặp Huyền Đức xong, vào ngay trong cung chúc mừng bà Ngô Quốc Thái. Quốc Thái hỏi, có việc gì mà mừng? Kiều Quốc Lão đáp, cô em đã gả cho Huyền Đức làm phu nhân, nay chàng rể đã sang đây rồi, sao còn giấu tôi? Quốc Thái ngạc nhiên nói, quả thật tôi không biết gì hết. Lập tức một mặt Quốc Thái cho gọi Ngô Hầu vào hỏi xem hư thực ra sao, một mặt cho người ra phố nghe ngóng tình hình. Mọi người về đều nói rằng, quả có việc ấy thực, chàng rể mới đã nghỉ ở quán dịch, 500 quân sĩ đi theo đang tíu tít mua sắm dê lợn, hoa quả để sửa lễ kết hôn. Bên nhà gái thì Lã Phạm, bên nhà trai thì Tôn Cản, hai người làm mối, hiện đã ở cả nơi quán dịch tiếp đãi nhau. Quốc Thái giật mình. Một lát, Tôn Quyền vào. Quốc Thái cứ ôm bụng khóc ầm lên. Quyền hỏi, sao mẫu thân phiền não thế? Quốc Thái nói, mày thật không coi tao ra gì nữa rồi. Khi chị mày lâm chung, dặn lại mày những câu gì? Quyền thất kinh hỏi, mẫu thân có điều gì cứ cho con biết, sao lại khổ sở như thế? Quốc Thái nói, trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng, vậy là lẽ thường xưa nay. Tao là mẹ mày, có việc gì cũng phải nói với tao trước mới phải chứ. Nay mày đem em gả cho Lưu Huyền Đức, sao mày lại giấu tao? Con gái phải quyền ở tao chứ. Quyền giật mình hỏi, ở đâu mà có chuyện ấy đến tai mẹ? Quốc Thái nói, trừ phi không làm thì mới không biết thôi. Nay trăm họ trong thành, ai ai cũng biết cả, mày lại còn giấu giếm gì? Kiều Quốc Lão nói, lão biết việc này đã mấy hôm nay rồi, nay vào mừng đấy. Quyền nói, không phải đâu, đó là kế của Chu Du, vì muốn lấy Kinh Châu cho nên mượn tiếng như thế, cốt lừa Lưu Bị đến đây bắt giam lại đổi lấy Kinh Châu. Nếu không nghe thì giết đi, đó là mưu kế chứ không phải là sự thật. Quốc Thái nổi giận mắng Chu Du rằng, ngươi làm đại đô đốc 6 quận 81 châu, không nghĩ được một mưu gì để lấy Kinh Châu mà phải mượn tiếng con gái bà, dùng kế mỹ nhân. Lưu Bị bị giết, con gái bà chưa chồng mà té ra mang tiếng quá phụ, còn ai lấy nữa? Có phải lỡ cả một đời con gái bà không? Thế cũng đòi lập mưu với lập mẹo. Kiều Quốc Lão nói, nếu dùng kế ấy, dù có lấy được Kinh Châu cũng bị thiên hạ chê cười. Tôn Quyền ngồi im thin thít. Quốc Thái cứ chửi mắng Chu Du không ngớt miệng. Kiều Quốc Lão can rằng, việc đã lỡ thế này rồi, nhưng xét Lưu Huyền Đức cũng là tôn thân nhà Hán, chỉ bằng gả đi, kẻo mang tiếng xấu. Quyền nói, e không vừa đôi phải lứa. Kiều Quốc Lão nói, Lưu Hoàng Thúc là hào kiệt đời nay, nếu kén được người rể ấy cũng xứng đáng, không nhục gì cô em đâu. Quốc Thái nói, ta chưa biết mặt Lưu Hoàng Thúc ra sao, ngày mai mời đến chùa Cam Lộ cho ta xem mặt. Nếu không vừa ý ta thì mặc bọn ngươi muốn làm thế nào thì làm, nếu vừa ý thì ta gả quách con ta cho Hoàng Thúc cũng được. Tôn Quyền vốn là người chí hiếu, thấy mẹ nói thế liền vâng lời, trở ra gọi Lã Phạm bảo, ngày mai mở một tiệc yến ở nhà Phương Trượng chùa Cam Lộ để Quốc Thái xem mặt Lưu Bị.
Lã Phạm nói: Sao không sai Giả Hoa phục sẵn 300 quân đao phủ ở hai bên hành lang, hễ thấy quốc thái có ý không bằng lòng thì nổi một tiếng hiệu cho quân phục đổ ra mà trói Lưu Bị lại. Quyền y lời, bảo Giả Hoa sắp sẵn mọi việc đâu đấy, chỉ chờ xem ý quốc thái ra sao thôi. Lại nói, Kiều Quốc Lão từ biệt quốc thái trở về, sai người báo tin cho Huyền Đức. Ngày mai Ngô Hầu và quốc thái thân đến gặp mặt, vậy phải để ý cẩn thận. Huyền Đức bàn với Tôn Càn và Triệu Vân. Vân nói, buổi hội ngày mai giữ nhiều lành ít, tôi xin dẫn 500 quân đi bảo vệ. Hôm sau, Ngô Quốc Thái và Kiều Quốc Lão đến trước chùa Cam Lộ, vào nhà Phương Trượng ngồi chơi. Tôn Quyền dẫn một ban mưu sĩ cùng đến, sai Lã Phạm ra quán dịch mời Huyền Đức. Huyền Đức mặc áo giáp nhỏ ở trong, ngoài khoác cẩm bào, các tùy tùng đeo kiếm đi theo, lên ngựa thẳng tới chùa Cam Lộ. Triệu Vân mặc giáp, nai nịt gọn ghẽ, dẫn 500 quân bảo vệ. Huyền Đức đến cửa chùa xuống ngựa, vào ra mắt Tôn Quyền trước. Quyền thấy Huyền Đức diện mạo phi thường, đã có ý hoảng sợ. Hai bên chào hỏi nhau rồi, vào nhà Phương Trượng ra mắt Quốc Thái. Quốc Thái thấy Huyền Đức mừng lắm, nói với Kiều Quốc Lão, người này thật đáng rể ta lắm. Quốc Lão nói, Huyền Đức có dáng như rồng như phượng, uy nghi đường bệ, và lại nhân nghĩa dội khắp thiên hạ. Quốc Thái được giả hiền như thế, thật đáng chúc mừng. Huyền Đức lạy tạ, cùng ăn yến ở trong nhà Phương Trượng. Một lát, Tử Long đeo gươm đi vào, đứng bên cạnh Huyền Đức. Quốc Thái hỏi người nào, Huyền Đức bẩm, đó là Triệu Vân ở Thường Sơn. Quốc Thái nói, có phải là tướng cứu được A Đầu ở trận Đương Dương Tràng Bản đó không? Huyền Đức nói, bẩm chính phải. Quốc Thái khen, thế mới thực là tướng quân. Nói rồi ban cho Triệu Vân một cốc rượu. Vân bảo Huyền Đức rằng, tôi vừa đi xem xét ngoài hành lang, thấy có quân đao phủ mai phục trong phòng, tất nhiên có chuyện chẳng lành. Chúa công nên kêu với Quốc Thái. Huyền Đức liền quỳ trước mặt Quốc Thái, khóc mà nói rằng, Quốc Thái nhược bằng muốn giết Lưu Bị, thì Bị xin ra đây để chịu chết. Quốc Thái hỏi, sao lại nói thế? Huyền Đức thưa, quân đao phủ mai phục hai bên hành lang, không có ý giết Bị thì để làm gì? Quốc Thái nổi giận mắng Tôn Quyền rằng, nay Huyền Đức đã là rể tao, thì cũng như con tao, sao dám phục quân để mưu hại? Quyền chối không biết, gọi Lã Phạm ra hỏi. Phạm lại đổ cho Giả Hoa. Hoa nín lặng. Quốc Thái sai Tả Hữu lôi ra chém. Huyền Đức can rằng, trong tiệc vui mừng không nên chém đại tướng, nếu chém y tôi khó lòng ở đây lâu được để hầu hạ Quốc Thái. Kiều Quốc Lão cũng khuyên can. Quốc Thái mới mắng đuổi Giả Hoa ra. Quân đao phủ tên nào tên ấy ôm đầu lủi thủi chạy cả. Huyền Đức trở ra ngoài thay áo, đến trước sân chùa, Huyền Đức thấy có một hòn đá to, liền rút thanh gươm của tên lính hầu, ngẩng mặt lên trời khấn rằng, tôi là Lưu Bị, nếu trở về được Kinh Châu, lập nổi nghiệp vương bá, thì xin chém hòn đá này một nhát vỡ ra làm đôi, nhược bằng số tôi chết ở đây, thì đá không vỡ. Huyền Đức khấn đoạn, cầm thanh gươm chém xuống, này tóe lửa, hòn đá vỡ ra làm hai mảnh. Tôn Quyền ở mé sau trông thấy, bèn hỏi rằng, Huyền Đức giận gì hòn đá thế? Huyền Đức nói, tôi đã ngót 50 tuổi đầu, không trừ được giặc giã cho nước, trong lòng buồn bực lắm. Nay nhờ Quốc Thái thương yêu cho làm rể, thật là một việc kỳ ngộ, tôi lấy làm thỏa chí bình sinh. Vừa rồi tôi khấn trời bói một quẻ, nếu phá được Tào, hưng được Hán thì chém vỡ hòn đá. May sao quả nhiên như nguyện. Quyền nghĩ thầm, phải chăng Huyền Đức bịa ra để nói dối ta chăng? Bèn cũng cầm một thanh gươm bảo Huyền Đức rằng, tôi cũng xin trời một quẻ,
nếu phá được giặc Tào, cũng chặt hòn đá này vỡ làm đôi. Rồi Quyền khấn lầm rầm: nếu lấy lại được Kinh Châu, Hưng Vong, Đông Ngô, thì xin chém hòn đá này vỡ làm hai mảnh. Quyền liền vung kiếm, chém một nhát, hòn đá ấy lại toác làm hai mảnh nữa. Đến bây giờ vẫn còn di tích hòn đá có vết chữ thập, gọi là hòn đá căm hờn. Người sau thăm nơi danh thắng đó vịnh thơ rằng: tảng đá trơ trơ trước Phật đài, gươm đưa một nhát toác làm đôi. Quả nhiên hai nước cùng hưng vượng, thiên hạ chia ba bởi mệnh trời. Hai người cùng bỏ gươm xuống, dắt nhau vào tiệc, lại uống thêm vài tuần rượu nữa. Tôn Càn đưa mắt cho Huyền Đức, Huyền Đức mới tử tạ rằng: tôi không uống được nhiều rượu, xin cáo thoái. Tôn Quyền tiễn ra trước cửa chùa, hai người đứng ngắm phong cảnh sông núi. Huyền Đức khen rằng: đây mới thực là giang sơn thứ nhất trong thiên hạ. Đến nay trong chùa Cam Lộ có bức hoành để mấy chữ: thiên hạ đệ nhất giang sơn. Người sau có đề một bài thơ rằng: núi non chen trúc, ốc xanh trồng, phong cảnh nhìn xem cũng lạ lùng. Nào chỗ anh hùng chơi thủa trước, hẳn nơi sườn núi tựa dòng sông. Trong khi hai người đang đứng ngắm nghía, bỗng nhiên trời nổi gió to, dưới sông sóng dâng cuồn cuộn, chợt thấy một chiếc thuyền nhỏ đi trên mặt nước vững vàng như đi trên cạn. Huyền Đức than rằng: đất Bắc cưỡi ngựa, miền Nam bơi thuyền, quả nhiên có thế thật. Tôn Quyền nghe nói nghĩ rằng: Huyền Đức có ý khinh ta không biết cưỡi ngựa chăng? Lập tức sai người dắt ngựa đến, nhảy phát lên tế chân xuống núi, rồi lại phi lên tận đỉnh núi, cười bảo Huyền Đức rằng: người miền Nam không biết cưỡi ngựa sao? Huyền Đức nghe nói làm vậy, cũng vén áo nhảy lên ngựa, phi xuống núi rồi lại phi lên. Hai người kìm ngựa đứng trên đỉnh núi, giơ roi cười khúc khích với nhau. Vì thế chỗ ấy gọi là Gò Trụ Mã. Người sau có thơ rằng: dạng đá quanh co ngựa ruổi rong, rừng cương đỉnh núi ngắm non sông. Đông Ngô Tây Thục nên vương bá, Trụ Mã nghìn thu vững tựa đồng. Khi ấy hai người lại sóng đôi ngựa trở về, nhân dân Nam Từ ai nấy đều nức nở khen ngợi. Huyền Đức về quán dịch bàn với Tôn Càn. Càn nói: chúa công nên nói với Kiều Quốc Lão xin thành hôn cho mau, kẻo lại sinh sự gì chăng. Huyền Đức nghe lời, hôm sau lại đến nhà Kiều Quốc Lão. Quốc Lão mời vào, thi lễ và nước nôi xong, Huyền Đức bẩm rằng: nhiều người bên giang tả đều muốn hại tôi e không ở lại đây lâu được. Quốc Lão nói: ông hãy khoan tâm, để tôi nói với Quốc Thái Chu Toàn cho. Huyền Đức lại tạ ra về. Kiều Quốc Lão vào gặp Quốc Thái, nói Huyền Đức sợ người mưu hại, cứ nặng nặc đòi về. Quốc Thái nổi giận nói: con rể ta đó, ai dám giết nó nào? Lập tức sai người dọn dẹp, rồi ra mời Huyền Đức vào ở tạm thư viện, chọn ngày làm lễ cưới. Huyền Đức vào bẩm với Quốc Thái rằng: còn Triệu Vân ở ngoài không tiện, quân sĩ không có ai đôn đốc. Quốc Thái cho vào ở cả trong phủ, kẻo ở ngoài quán dịch lại sinh sự. Huyền Đức mừng thầm. Vài hôm sau, Quốc Thái kén được ngày lành tháng tốt, mở tiệc rất to, rồi cho Tôn phu nhân cùng với Huyền Đức làm lễ thành hôn. Đến chiều tối, khách khứa tan đâu về đấy, hai hàng đuốc hoa đỏ ối soi dẫn cho Huyền Đức nhập phòng. Dưới ánh đèn thấp thoáng, Huyền Đức chỉ thấy gươm giáo tua thủa, hai bên thị nữ, kẻ thì cắp gươm, người thì vác kích. Huyền Đức sợ mất hồn. Thế là hoảng trông thị nữ đeo gươm đứng, cứ tưởng Đông Ngô đặt phục binh. Chưa biết duyên cớ ra sao, xin nghe đến hồi sau sẽ hiểu. Các bạn thân mến, về lời bàn của Mao Tôn Cương, áng văn chương kỳ diệu, đến những chuyện khánh tiết, tang chế, hôn nhân cũng kỳ diệu. Những chuyện hung, cát, giữa chốn binh đao không lấy gì lạ. Những chỗ rừng gươm mà tả được cảnh hoa trúc mới là hay. Đọc hồi này ai cũng phải công nhận cái bất ngờ thú vị
coi việc Tôn Quyền sai Lỗ Túc đi điếu tang mà than rằng: nhân tình thế thái đời nay đều như thế cả. Lần trước Tôn Quyền phúng điếu Lưu Biểu không phải vì Lưu Biểu mà phúng điếu đâu, chính là vì Lưu Bị vậy. Lần này Tôn Quyền lại điếu Lưu Kỳ, nhưng không phải vì Lưu Kỳ mà chính vì Kinh Châu. Ôi, cái lễ điếu thường thường vì người chết, mà ở đây lại hoàn toàn vì người sống. Điếu tang là việc vị tha, mà té ra lại là việc vị kỷ. Nếu điếu tang mà không có lợi gì cho mình, thì chắc gì Tôn Quyền đã làm. Cái thói đời như thế, há riêng gì Đông Ngô. Đời nay những kẻ thù tạc đáp lễ với nhau, nên lấy chuyện Đông Ngô làm gương. Khi Lưu Kỳ còn sống, Khổng Minh lấy Lưu Kỳ từ khước Lỗ Túc. Đến khi Lưu Kỳ chết, Khổng Minh lại lấy việc Tây Xuyên ra từ khước. Nhưng hai lần từ khước, Khổng Minh có hai thái độ khác nhau. Lần trước, Khổng Minh mềm mỏng, lần sau cố dùng lý lẽ để cho hết lời cãi vã. Trước kia, Khổng Minh đem bài phú Đồng Tước Đài để khích Đông Ngô. Nay Khổng Minh lại lập kế, làm cho kế của con bị mẹ phá hỏng, kế của chàng rể bị bố vợ phá mất. Dùng ngay người nhà người ta để sai người ta, thì Khổng Minh quả thật đã cao mưu lắm. Viên Thuật sai Hàn Dận làm mai kết thân với Lã Bố. Hàn Dận đi làm mai thật mà việc không thành. Tôn Quyền sai Lã Phạm đi làm mai cho Lưu Bị. Lã Phạm đi làm mai giả mà việc thành. Nhưng xét kỹ thì Lã Phạm không phải ông mai, Tôn Càn cũng không phải ông mai, chính Kiều Công mới thật là ông mai vậy, mà Kiều Công lại do Khổng Minh sai khiến. Thế thì cuộc hôn nhân này do Khổng Minh làm mối đó. Lưu Huyền Đức qua Giang Tả cầu hôn, chỉ đến nhà ngoại thái công của nước Ngô thắp nén hương mà tránh được mọi cản trở. Nhờ uy thế của mẹ vợ mà chàng rể được thẳng tay bắn xẻ. Cửa thiền hóa ra cầu lam, khiến cho Tôn Quyền lòng độc ác thế kia, chu du kế sách dường ấy mà cũng đành phải bó tay, thật là lý thú.